À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy đó vào. À, sáng thức dậy chúng ta niệm Phật lễ Phật xong mà gặp nhau chào nhau cười một cái là thấy buổi sáng là thấy có mùa xuân hết nên trong kinh Đức Phật dạy cái cõi này nghĩa là đấu tranh kiên cố, hơn thua kiên cố. Chúng ta bây giờ mỗi ngày niệm Phật, mình nên đấu tranh cái gì để cầm theo được? Ví dụ như sáng mà thức sớm cũng là một cái việc đấu tranh đó quý vị. Đấu tranh với chính mình, nghĩa là thắng chính mình mới là cái quan trọng. Có khi cái việc mà sáng thức dậy mà nó cầu cưa với cái việc mà thức hay ngủ thôi cũng là cái sự đấu tranh đó quý vị. À, khi mình chịu thua á nghe, có lúc mình chịu thua quyết định sáng nay thức dậy tu vậy mà buổi sáng nó ngủ ngon quá, ngủ luôn, nên mình đấu tranh với tư tưởng mình không vượt qua được. Nên nó là thắng vạn quân không bằng thắng chính mình, thắng mình mới là cái quan trọng nhất, quý vị nhớ kỹ. Nên buổi sáng thức dậy sớm tu cũng là cái sự đấu tranh mãnh liệt chứ không giỡn đâu. Nên chúng ta nên đấu tranh cái gì để cầm theo được? Có những người cả đời đấu tranh cho tới già nhưng không buông xuống được, đấu tranh cái bên ngoài, vật chất bên ngoài, đến khi chút hơi thở cuối cùng mở mắt nắm tay, chứ không phải gọi là xuôi tay nhắm mắt ngay vì mà mở mắt nắm tay. Tại vì sao? Vì cả đời nó ôm chấp cái thế gian này quá nặng nề, và có khi cũng chưa tròn cái tâm nguyện của mình, tâm nguyện chưa xong thì thọ mạng đã đến. Có những người bị coi những chuyện phim rồi không, khi họ gần chết không cam tâm vì cái nguyện nó làm chưa xong, không cam tâm. Nên tổ sư mới nói rằng là ngày giờ quyết dứt thì liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết nào xong. Vì thấy rằng là sáng thức dậy tu tranh thủ. Có những người quý vị giờ này tu xong rồi tranh thủ, có khi ngồi nghe nói chuyện mà cứ nhớm nhớm hoài luôn. Tại vì sao? Thời gian đến, thời gian đến phải đi làm quý vị không? Cuộc sống xã hội là chúng ta là như vậy đấy, phải tranh thủ tranh thủ tranh thủ. Mà nếu tính lại một ngày của chúng ta để niệm Phật, để tu nhân tích đức thì nó quá ít. Còn một ngày chúng ta mà dung dưỡng cho cái cuộc sống, cơm ăn áo bận thì quá nhiều đúng không quý vị? Bận tâm vào nó rất nhiều, và bận tâm cho mình, rồi bận tâm cho người thân mình, cho con mình, cho gia đình mình, rồi nhà cửa xe cộ không bằng người ta, phải bận tâm và phải đấu tranh với cuộc sống. Rồi cuối cùng bao nhiêu con người khi chúng ta ra đi thì không biết đi về đâu. Thì nói rằng cuộc sống là phải như vậy rồi, cuộc sống con người là đa phần như vậy. Nên mới nói là người nghe đạo đi ngược dòng nước là gì đó. Nó khác là như vậy đấy. Mình nghe đạo mình có một phương hướng, nên mình khác là như vậy đấy. Nên mình không có trách ai, mà mình gọi là mình ngồi mình tâm sự với những người biết tu của chúng ta, mình thấy mình mừng. Vì mình mừng mình còn có con đường quý vị. Mình mừng mình còn có con đường. Nếu mình mà không nghe đạo thì cứ như là xong rồi. Nên cái ơn của Tam Bảo lớn dữ lắm. Cái ơn của Tam Bảo gọi là cái ơn trồng huệ mạng cho mình đó quý vị.
Thật sự mà nói, cuộc đời mình, quý vị phải nhớ là bản thân mình cũng rất may mắn đã từng gặp người nào đó đem Phật Pháp dạy mình một hai câu. Rồi một hai câu đó nó cứ lan tỏa từ từ, từ từ, từ từ, từ. Nên những người đi trước đã từng dạy mình, đó là cái ơn. Dù bây giờ mình có một cái pháp tu, mình ở gia đình mình tu được, nhưng cái ơn đó, nếu như chúng ta có thời gian, thì chúng ta dành thời gian, chúng ta cũng đến, cần trả cái gì thì nên trả cái đó. Đến với nhau, hiểu chưa? Trả cái cuộc đời này quý vị. Có những người người ta hướng dẫn mình vì mục tiêu giải thoát. Có những người người ta cũng đem một câu Phật Pháp người ta hướng dẫn mình. Có khi cũng chưa hẳn là nói đến chuyện giải thoát. Thì đã chưa nói đến chuyện giải thoát thì mình nên trả lại cái chưa giải thoát cho cuộc đời này. Còn nếu cái người mà hướng dẫn mình mà vì giải thoát thì vị nên trả cho người ta cái giải thoát đó là gì? Quý vị phải về cực lạc trả ơn. Về cực lạc trả ơn. Còn có những người người ta hướng dẫn mình vì vật chất thì mình trả người ta về vật chất. Tùy vào nhân duyên để trả. Đó ơn mà. Đó, nghĩa là ơn thế gian trả thế gian. Ơn xuất thế gian trả xuất thế gian. Cái này là cái rất là quan trọng quý vị. Nên mình sống làm sao mà cái tình cái nghĩa trong cuộc đời này và cái thuận cái nghịch trong cuộc đời này mình phải tin nhân tin quả đó. Nên đó, mỗi một người mình đó, khi mỗi ngày chúng ta tu tập xong mình ngồi mình tâm sự gì lắng động tâm mình lại và có những cái mình gói gọn được thì mình gói gọn thực sự. Quý vị nên nhìn vào cái cuộc sống hiện tại của mình. Những cái gì mình thấy rằng cuộc sống của mình như vậy rồi chúng ta gói gọn lại để mình có thời gian mình tu tập thì mình cứ gói gọn lại. Rồi khi quý vị gói gọn lại mà tu tập được một năm, hai năm gì rồi quý vị thấy ủa, tính ra mười mấy hai chục năm của mình quá bận tâm, cuối cùng năm mấy hai năm này thời gian tu rất nhiều, cuối cùng cũng như vậy. Cuộc sống vẫn như vậy mà còn tốt hơn, còn đặc biệt hơn. Vì lúc đó cho ra một phương pháp. Cho ra một phương pháp. Đó. Nên những đức nói rằng là con người mình là thường bị lo lắng, bận tâm. Và lo lắng những chuyện chưa đến cứ quay quằn mãi trong cái lo lắng đó. Và từng đời con người cứ theo đó mà tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Và chúng ta đặt ra một cái việc cho con người đó là phải như vậy. Vì con người đến cuộc đời phải như vậy. Nên Đức Phật mới ra đời để điều chỉnh cái phải như vậy đó lại. Điều chỉnh lại để cho chúng ta có một phương hướng phải niệm Phật như vậy để có một phương hướng giải thoát. Đó. Nên từ nơi đó mà được mỗi ngày mà niệm Phật rồi sáng thức sớm mà đi tu niệm Phật. Rồi bây giờ mỗi gia đình mà có ngôi tam bảo rồi tu tập được gì thì quý vị biết rằng đây cũng là một nhân duyên đặc biệt mà chúng ta đến với cuộc đời này. Quý vị biết rằng đó, bao nhiêu con người sống trong cuộc đời này mà được bao nhiêu con người này. Chúng ta nhìn buổi sáng khoảng 2.000 thành viên này niệm Phật nhưng mà trong nước ngoài nước đông người lắm quý vị ơi. Chỉ được bao nhiêu phần nhiều vậy thôi đó. Còn lúc trước khi mà chúng ta chưa có lập cái room này, trong số lượng 2.000 con người này cũng bữa này bữa kia lắm đó quý vị à, có khi tu cũng muốn tu giờ nào đó là tu. Rồi đang tu á, đang tu muốn nghỉ nghỉ à, đang tu muốn nghỉ nghỉ à. Còn bây giờ mình vô cái thời khóa, vô cái thời gian này mình tu cái hết giờ. Tu tới hết giờ luôn. Nên mình có được cái sự an lạc. Nên mỗi một người mình quý vị nhớ là phải trân quý những thời gian này. Thật sự mà nói, một ngày nào chúng ta sẽ ngủ thôi. Còn bây giờ thì ngủ vừa tới giờ cố gắng thức. Rồi quý vị cố gắng đi, rồi đến lúc cuối cuộc đời quý vị mà niệm Phật và được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, quý vị nói rằng
Đúng là tôi cảm ơn cái người đó. Lúc trước tôi ngủ nhiều ghê, mà chính người đó động viên tôi giảm ngủ lại, để dành cái thời gian mà bớt ngủ đó để niệm Phật, nên tôi mới được ngày hôm nay. Rồi khi tôi giảng sanh cực lạc, tôi nhìn cái người mà thân của tôi mỗi ngày họ nằm ngủ, bây giờ họ đang ở đâu. Lúc đó thật sự chúng ta mới biết cảm ơn nhau. Còn bây giờ thì cái cảm ơn của chúng ta nó chưa sâu sắc lắm. Cũng cảm ơn đó, cũng cảm thấy mừng khi cuộc đời của mình may mắn mình gặp một người nào đó đem một thánh giúp mình, đem một pháp tu hướng dẫn mình. Bây giờ thật sự mình rất cảm ơn. Nếu như có những người ta cũng hiểu, ta nói rằng là nếu như cuộc đời người ta không có nhân viên đó thì không biết bây giờ cho nổi về đâu, và bản thân của người ta không biết sẽ sống khổ đến cỡ nào. Nên từ nơi đó mà mình cũng cảm ơn đó, mà chưa sâu sắc đâu. Cái cảm ơn triệt để nhất là chúng ta về thế giới cực lạc của thật sự mình cảm ơn. Vì tại sao mình nhìn thấy tất cả thân bằng quyến thuộc, người quen thuận nghịch, mình sẽ thấy rõ ràng hết họ đang ở đâu và lúc cuộc sống nhân sinh ở cõi đời họ như thế nào, mà họ bị gì. Còn cái lúc đó mình cùng thời với họ, mình niệm Phật thì họ chê mình này kia, mình ăn chay họ nói mình khờ, sao không ăn ngon đi mà ăn chi khổ gì à. Nên từ nơi đó rồi khi mình về cực lạc, quý vị mới thật sự nói, à thì ra là con đường mình chọn quá đúng, quá tuyệt vời. Có nghĩa là khi mình nhận thức được điều này rồi, quý vị sẽ cố gắng liền. Thật sự sẽ cố gắng liền. Có người mình á, thường nó im điềm thì chịu không nổi, thầy nó trong động, quý vị hiểu không. Lúc ngày xưa nhà Đức nói chuyện á, trên cái công chúng thì quý vị ngồi trực tiếp thì quý vị được vui vẻ quá, thích. Nhưng mà có những người á, họ chịu không nổi cái vui của quý vị đâu. Tại vì họ không có được cái vui đó. Nên quý vị vui quá họ chịu cũng không nổi. Mà khi những Đức bây giờ nói từ từ thì quý vị chịu cũng không nổi luôn nữa. Cũng ngủ gà ngủ gặt chịu cũng không nổi nữa. Bây giờ không biết làm sao để mình chịu nổi, thì người nào chịu nổi thì chịu, người nào chịu không nổi thì bước ra. Vậy thôi. Thấy không? Nên cái gì cũng cần quân tập, cái gì cũng phải rèn luyện và quân tập, nhớ kỹ. Nên những Đức thấy rằng là nếu quý vị mà có thể nghe được chậm chậm đi vào tâm tư của mình để mình nhận thức được thì nó thành công cao hơn. Tại vì nếu như mình cứ háo hức mãi thì đến một ngày nào mình ngã ngửa mình trở tay không kịp, ngã ngửa trở tay không kịp. Nên bây giờ mình nhắc điều này để mình động viên từng gia đình nè, động viên từng con người phải tạm dừng lại đi. Tạm dừng bớt lại đi quý vị. Tạm dừng bớt lại cái mà chúng ta cho rằng nó là cái mà bận bịu. Hãy dành thêm thời gian để niệm Phật. Rảnh chúng ta bấm số niệm Phật. Niệm một câu Phật hiệu bấm số, đừng có bỏ. Đây là một phương pháp cực kỳ hay, rất hay. Khi mỗi lúc mỗi nơi chúng ta tích lũy được câu Phật hiệu. Như những Đức vừa nói điều này là quý vị ngồi ở đâu đó đang niệm Phật, vừa nghe cái là niệm Phật liền. Tại vì câu Phật hiệu này nói tiếp liền, vừa nghe là niệm liền, chứ không phải là vừa nghe mà một chút niệm, chút nó sẽ quên đó. Một chút chúng ta sẽ bị cuộc sống kéo mình quên đó. Nên chúng ta tập đi lên cầu thang, đi lên đi xuống cũng niệm Phật, đi vòng vòng nhà cũng niệm Phật, rửa rau cũng niệm Phật, công việc là niệm Phật. Có khi chúng ta ngồi trên xe viết hay ngồi trên xe gì đi, chúng ta cố gắng bấm số niệm Phật thầm thầm. Chỗ nào tiện lợi bật cái máy lên để trong người mình, nghe suốt để nhắc mình niệm Phật. Tới đèn đỏ có khi cả trăm giây niệm được 100 câu Phật hiệu. Quý vị hơn được bao nhiêu người chưa? Nghe câu Phật hiệu này bị áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Khi câu Phật hiệu đã áp dụng trong cuộc sống rồi thì cái việc mà chúng ta nhìn hàng ngày của chúng ta là câu Phật hiệu. Thí dụ như lúc trước mình đi dọc đường mình gặp một người bị tai nạn nằm đó, mình mở mắt to mình trời ơi thấy ghê quá, ghê quá. Bây giờ thì mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình niệm vài câu Phật hiệu, mình mong hồi hướng cho người đó. Vì mình thấy cái người đó người ta nằm bị tai nạn gì, mình niệm vài câu Phật hiệu đó là mình mong hồi hướng cho cái hương linh đó, cho người ta được siêu thoát. Vì có mỗi một câu Phật hiệu mình là áp dụng trong cuộc sống, nghĩa là mỗi một câu Phật hiệu là áp dụng trong cuộc sống của mình á, lâu ngày rồi quý vị sẽ thấy tâm Phật quý vị phát triển ra, con người quý vị đặc biệt dữ lắm. Nên những Đức nói cái thời khóa tu và thời gian tu này tuyệt vời.
Tại vì sao? Nó vừa với khả năng tu tập của mình. Nên buổi sáng quý vị cố gắng, có nghĩa là quý vị thức dậy để mình tu. Đừng nên để cái thời gian đến lúc thọ mạng đến hối hận không kịp. Thật sự quý vị biết rằng những đức gần rất nhiều người già, và rất nhiều người già đã nói những đức rằng họ rất hối hận. Họ rất hối hận khi tuổi trẻ của họ bận bịu. Nên những đức nói rằng bản thân của mình may mắn thay gặp Phật pháp mười mấy năm nay, cỡ nào thì trong Phật pháp mình cũng sống và làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mà nếu như những đức không gặp Phật pháp, những đức không bao giờ có được cơ hội đó. Nên cái tâm cảm ơn Tam Bảo, dù bây giờ những đức làm cư sĩ, những đức vẫn là phục vụ Tam Bảo bằng cái đem cái pháp tu mà mình đã gặp được chia sẻ rộng ra. Nên những đức mong quý vị cảm ơn Tam Bảo bằng cách là mỗi một người là hành giả tịnh độ. Quý vị đem cái môn tịnh độ này mở rộng ra, chia sẻ cho nhiều người. Những người hữu duyên quý vị chỉ người ta. Quý vị chỉ người ta vào từ khóa tu, chỉ người ta cài rưm như thế nào. Mấy ngàn con người này mà chỉ rộng ra, nó lan tỏa ra, thì cái từ trường thiện này giúp cho cái kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt. Bớt rất nhiều luôn quý vị à. Thì biết cái tần số trên không trung mà nội điện thoại thôi, mà điện thoại qua lại nói bao nhiêu chuyện đó, thì biết cái tần số loạn đó nó cỡ nào chưa, nó rối ren cỡ nào chưa. Vậy mà sáng mấy ngàn con người này, cái tần số niệm Phật này nó lượn trên không trung, quý vị biết nó quá giải cái tần số loạn kia cỡ nào chưa. Nếu như mình mở rộng ra mấy ngàn con người này mà chỉ người ta vào cái room này để phát tần số thiện, niệm Phật để phát thiện, niệm Phật để hiếu với cha mẹ, niệm Phật để hòa thuận với mọi người, niệm Phật để làm một công dân tốt với đất nước, niệm Phật để có cái chung cái nghĩa, niệm Phật rồi biết ăn chay, không sát sanh, thì coi một câu Phật hiệu thôi mà mình bị chỉ người ta vào tu, bị mở rộng tịnh độ này ra, lan tỏa ra. Không phải một mình những đức hướng dẫn, mà là quý vị nhiều con người đã gặp được tịnh độ và được lợi ích tu tập này, mở rộng ra chỉ nhiều người, mở rộng ra lan tỏa ra. Rồi thứ bảy chủ nhật tập trung nhóm khắp nơi nơi vào room để tu. Dám đầu tư quý vị, người ta dám xây một ngôi chùa, không lẽ quý vị không dám xây một cái phòng sao? Người ta dám xây một ngôi chùa, mình xây một cái phòng nhỏ nhỏ, làm một cái phòng nhỏ nhỏ, dám cách âm đàng hoàng, bắt máy lạnh cho mát, mua niệm đồ về cho người ta lại ngon lành luôn, ta tu tập xong còn đãi ăn uống đàng hoàng cho người ta luôn. Đây là những vị Phật tương lai dám làm điều này để mở rộng phạm vi tịnh độ ra từng nhóm từng nhóm từng nhóm, tịnh độ gia đình. Quý vị nên làm như vậy, mở rộng ra phạm vi, mở rộng ra. Những đức nói Phật pháp là gì? Là chỉ người quý vị, để chúng ta mở rộng phạm vi Phật pháp ra. Mà chúng ta là đạo tràng không chung này, nó không có dính vào cái việc này việc nọ. Vì sao? Vì bản thân nhà đức chỉ có một mình, hai người, ba người. Còn thí dụ như nếu như một tổ chức thì thật sự phải dính vô vật chất, vì một tổ chức nên phải lo. Còn bây giờ nhà đức rất là nhẹ, không cần phải bận tâm nhiều, nên nhà đức không có dính dáng cái việc vật chất tiền bạc. Còn những cái tổ chức chùa chiền lớn là phải dính, tại vì phải lo với bị. Nên mình có những lúc thời gian mình phải biết hộ trì Tam Bảo. Dù là mình lỡ ngôi chùa đó mình tu không phù hợp cái pháp tu của mình, nhưng mà mình đến mình hộ trì Tam Bảo. Thí dụ như ngôi chùa đó nuôi nhiều người già, lâu lâu chúng ta ghé ngang cho tôi mua gạo để cho các cụ già ăn, mua thức ăn cho các cụ ăn, để các cụ niệm Phật. Đó cũng là gọi hộ trì Tam Bảo. Nếu như các cụ không có gạo ăn, không có đồ ăn, cái ngôi Tam Bảo đó rã hay sao? Chúng ta cũng từ ngôi Tam Bảo mà bước ra, từ ngôi Tam Bảo mà gặp Phật pháp, thì bây giờ biết cảm ơn Tam Bảo là hộ trì Tam Bảo. Hiểu không? Mà thấy chỗ nào làm tốt, chỗ nào nuôi người già, chỗ nào làm lợi ích chúng sanh, phù hợp. Nó, khi mình cúng dường mình nhìn nhận cho thật kỹ lưỡng. Mà đã cúng rồi thì quên. Còn nếu không chưa tin, chưa hiểu thì đừng cúng. Phải như vậy đó, để bản thân mình không bị hụt hẳn bất cứ một cái gì hết. Làm là tự phát tâm làm, còn không làm thì đừng làm. Đừng nên miễn cưỡng, đừng nên nghe ai nói ngọt ngào mà làm, mà hãy tự phát tâm mình mà làm, để bản thân mình đừng bao giờ cho rằng người ta gạt mình. Đó, nên nhớ kỹ, có nghĩa là Phật pháp phải có trí tuệ. Nên bây giờ những đức làm cư sĩ à, quý vị không có dính dáng cái chuyện mà cúng dường cho những đức hết chứ. Nên những đức hướng dẫn rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng, nhưng những đức nói có tình có lý đàng hoàng.
Quý vị nên cảm ơn Tam Bảo và hộ trì Tam Bảo. Phù hợp nghe, phù hợp đó, phải làm sao phù hợp đó. Nhớ kỹ những nơi nuôi người già đó, cúng dường vài bao gạo cho các cụ già ăn. Đó, như vậy đó, đó là cái làm việc 100%, không sai đâu. Vì có người có thực mới vượt được đạo quý vị. Đó, nên mong rằng buổi sáng tu xong, chúng ta nhắc nhở nhau quý vị sáng thức sớm cố gắng. Phải đấu tranh với chính bản thân mình. Phải nỗ lực. Sáng mà nghe điện thoại hay là đồng hồ reo một cái là ngồi dậy liền, đi rửa mặt. Chứ không có được nằm ở đó 5 phút, 10 phút, coi chừng mở mắt ra 6 giờ. Hiểu chưa? Phải đấu tranh mạnh mẽ, quyết đoán gì đó. Để cuối cuộc đời chúng ta nó có phương hướng đi chuẩn xác, đó là thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.